voice diary on July 2nd. Benefit from voice to text. Voice diary is a good way to write about and improve the languages. And if you are good at pronunciation, you can use your voice to write something. You can imagine how fast you write down when you write. And then in physics and reality, and then it's not easy to write down many words at the same time. But when you speak, and then you can speak as fast as you can, and then you can speak at least to about 200 words a minute and more than. It's very powerful tools. When we express any languages, they're basically without fast script and like code or symbol, and just normal writing speed, speaking speed, and reading speed is quite different. So, and then normally the writing speed is slow, and then speaking speed is the same. Reading speed is very fast when the high level. So, and then by using voice means speaking. So, and then when we speak, and then we can speak faster. So, and then we can use writing very fast nowadays. And with help of technology about the voice typing or voice recognition of voice of technology, and then so and then we can use about app or now and voice typing in Google document. It's very good function to speak, and then you can freely like me, I woke up early morning, and then I did always voice diary, and that means it's improving language skill in Vietnamese after writing down voice diary. And then I translated Vietnamese. I learned vocabulary and sentence something. Then this is a good way. Also, I can enhance my ability of English by using AI and from the feedback, and then I see and then review again, and that way make me speak better than before and also get your point again. And voice to text is a very good way to write down, and also good way to improve your language skill. And you can think, you can choose a topic, and then you can talk about the topic with your voice. And then if you don't know about English, and but you use your native language like a Korean, or you are native in Vietnamese, and then first you try to speak in your own language, native language. By doing that, you can understand how effective you speak and in voice to text. Then you can use with the help of AI, you can get a proofread what you read, and even you can try to make a summary like me. It's very important ones, and you. If I speak a little bit fast, fast speed, normal speed, and then I can write down about 3 pages of voice diary with a voice. So, and then it means about 10 minutes, and then it means
not long time to write down, and then it means not long time to write down, not stressful, just speaking. Even I have many mistakes in my speaking. With the help of AI, when I get the feedback, and then AI can give a good feedback from my perfect, not perfect one, and then so this is also a good way to know about the function of AI. So and then by cooperating with the AI, and then even I can understand about what AI can do. This is basic things. Even when I speak, and then after write down, and then I ask somebody to proofread my own writing, some without punctuation, and then without some, and then not perfect grammar. The assistant will not happy about it, will not be happy about it. But AI is different. AI is just artificial intelligence by large language model. It can preview about my story, and then AI can give feedback to me so immediately, and then without hesitation. So if you do using the voice to text, this method, you know, and then you can improve your skill and also your hand-free. And then only you have setting up the laptop, or and then you can get a voice. Then you can understand about what you effective, what's you what effective it has, and then from voice to text is a good way to improve your language skill. And then regularly you are doing that, it's a good way. Even you don't have to goal, have you don't have to chasing your goal, just make it your life. It's like you know, every morning you have something, have breakfast or lunch, like that, as your lifestyle, and then doing voice diary, and then early in the morning. Early in the morning is better because that time, and no one touch you. No, when you wake up early morning, and then nobody don't work, even somebody work in your family, but you don't have to. I think you only have time 30 minutes or 30 minutes to 1 hour, and then you can spend it to do voice diary, and then the combination of any language with that, and then the feedback from this way is very good to improve any languages. Make your level is higher. So that means if you want to be an expert on the specific part, you can get a reach, and you can talk about some your view on that topics, and then you can check out feedback, and then from the feedback you can get a good information. Actually, the AI has a large language, models. AI have a good information, or even the expert view from many articles and many theory in books, and so. And then if you try to understand, first you tell how much you know about, and also ask something what you want to know about, and also planning what you will do with the help of AI. Then an AI can report to many things. And also when you find out
what AI knows about, then you can do the next step to understand about your topic. You can do next step, understand about your topic. The morning I talk about from voice to text, and then how to when to do, and what's the benefit of the voice text about the speaking writing. It's a speech to text, speech to writing. It's about and then speech to composition, maybe that way the a better expression from speech to composition, and with the help of technology. That is today's topic. Now I go for 3 pages. Almost 4 pages today. I talk about from speech to composition, and then this one. I copy this and go for ChatGPT, and then I ask ChatGPT proof read with what I did. Then ChatGPT gives the proof reading about what I like, and very good with the paragraph. And this is almost 4 pages. And then it from the feedback from AI, and then I can figure out the grammarly good and then structure good. Even I can summary with this, in terms of time, and then it's a report about the school summary, and then what, in fact, when I use the summary, then the point of the summary is also measuring about that how good summary, and then how the AI gives the summary by using the main proof reading text too. And then knowing about that is also very important. And also proof reading and summary into Korean. To do online language exchange, and then talking about my own idea about and then what writing about the topic to do online language exchange only that to make a reference in the base of my topic to do online language exchange, and it also good reference about the language on language online language exchange. So and the view about I can do about something, for example, to make a reference but step by step. Even I talk about the basic language way to do step by step, beginners, intermediate, advanced. And also our topic about that. Yes, I can make references by using this method, and then talking and even improving my skill, and then and prepare about it. And this way is getting good reference. After getting good reference, I can do learn again. I got some here from my first document, and then I have some here feedback from AI, summary from AI.
and then translation from AI. And I paste it here. Then the originality I have, and I use this from feedback, and then I'm going to review this. I'm going to review this, and then I'm going to review the feedback from AI using a voice that I don't like. I discovered numerous benefits from voice text technology. A voice diary is an effective way to write and improve language skills. If you are good at pronunciation, you can use your voice to quickly write down your thoughts. Imagine how fast you can document your idea compared to traditional writing in physics and reality. It's not easy to write many words at once, but when you speak, you can articulate up to 200 words per minute or more. This makes voice text a powerful tool for expressing ideas in any language. The basic concept is that speaking is faster than writing. While normal writing speed is slow, speaking speed can be much faster, and reading speed, if fairly at a high level, is very quick. By using voice, we can take advantage of this increased speed to improve our writing efficiency in modern technology, such as voice typing in Google Doc or voice recognition in Apple device. Facilitates this process, I often start my day with a voice diary, which helps me improve my language skill. After recording my voice diary, I translate it into Vietnamese, further enhancing my language ability. Using AI for voice text also helps improve my communication skill. Feedback from AI allows me to refine my speech, making it clearer and more precise. This method is not only good for language improvement, but also enhances my ability to build relationships through better communication. Voice text technology is particularly beneficial for those who may not be proficient in English but are fluent in their native languages, such as Korean or Vietnamese. Speaking in your native language and using AI to transcribe and translate it can significantly improve your language skill. You can choose a topic, speak about it, and use AI to get the appropriate transcription and even make a summary. For example, if I speak a little faster than normal, I can write about 3 pages of diary content in about 10 minutes. This method is stress-free and allows for continuous improvement. Even if there are mistakes in my speech, AI provides immediate feedback, helping me learn and correct my errors without any hesitation. Using voice to text is a great way to improve your skills while keeping your hands free. With just a laptop and voice recognition software, you can effectively document your thoughts. Regularly practicing, this can become a part of your daily routine, much like having breakfast or lunch. Early mornings are ideal for this practice because there are fewer distractions and you can focus on your voice diary. Incorporating voice text into your routine can significantly improve your language skills, allowing you to reach a higher level of proficiency. This method is especially easy for those who aim to become experts in specific areas. By receiving feedback from AI, you can gain valuable insights and information from a vast array of sources, including expert opinions and theoretical knowledge. Understanding the benefit of voice text technology can help you take the next step in your learning journey. Whether you use it for speech-to-text, speech-to-writing, or even speech-to-composition, this technology is a valuable tool for enhancing your language skills, overall communication ability. Using a voice diary and the voice text technology offers many benefits, especially for improving language skills. Speaking is faster than writing, allowing you to document thoughts quickly up to 200 words per minute. Modern tools like Google Doc and Apple device enhance this process, making it efficient and effective. Practicing with a voice diary can help refine pronunciation, and I need to check out Apple device. First, it says Apple device. About Google Doc. The first time, it did Apple device. Yeah, Apple device.
In any of this process, actually, I didn't say about Apple device, Google Docs as talking. It added Apple device when the AI give me feedback, and it added about one word Apple device. I don't know why. Now, making it efficient and effective. Practicing with the voice style can help in refine pronunciation and communication skills, with AI providing immediate feedback from continuous improvement. This method is particularly helpful for non-native English speakers, enabling them to practice and translate their thoughts in their native language. Regular use of voice text can become a stress-free part of your daily routine, much like having a meal. Only much like having a meal. And also a new expression about that from feedback and someone. Actually, the feedback from AI is unique, and then sometimes it's amazed me, and then I understand about what to say. Pretty good, yeah. Early mornings are an ideal time for this practice due to early mornings, and then this is grammatically very good way to understand about that expression or plural things. Normally, I say early morning. Early mornings, that means different. Every morning, that means every early morning. Practice due to fewer distraction. Voice text technology is also beneficial for achieving higher language proficiency and becoming an expert in specific area. Feedback from AI offers valuable insight, how to correct error, enhancing learning, incorporating voice text into your routine, and seeking continue improve language skill and communication ability. It's a powerful tool for speech to text, speech to writing, and even speech to composition. This technology helps you document thoughts efficiently, making it a valuable part of any language learning strategy. And go for Vietnamese. I can use doing online languages change and with your laptop, so I can do make it differently, and then some trying to make it. Maybe Vietnamese also can do try to new topic with them. Now and about the jury, I do. Anyway, this is the way to do. Good idea. I try new things. Sư trưởng Nhật Chi Giang nói và Nại Hạ Tăng Bạc tôi đã phát triển là những lỗi hiệu không nhận xuất. Đội Giang nói Tăng Bạc vẫn Nhật Chi Giang nói là một phương pháp hiệu quả để về và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ như và phát âm tốt. Bên có thể sử dụng giọng nói để nhanh cũng chỉ là ý chữ tuần. Hay dùng giọng văn có thể chỉ là ý chữ tuần nhé. Như thế nào so với cái chuyện trong. Trong thực tế, không để đề bệnh như từ một lúc. Nhưng khi bạn nói, bạn có thể nói lên đến 200 từ mỗi tập phục hồ. Điều này làm cho chuyện tôi giống nói tan bên bên chỗ tan một cũng bằng mẹ để truyền tải ý chung trong bất kỳ nó như nào. Cái niệm cơ bản là nói nhận phân biệt trong khi tốc độ viết tổng chính là trăm tốc độ nói có thể nhanh hơn như và tốc độ tốt. Đặc biệt là ở cấp độ cao dân này. Bằng cách sử dụng giọng nói, chúng ta có thể tăng dụng tốc độ tăng này để cải thiện hiệu quả viết. Các công cụ truyền tải như nhất lý giọng nói trong Google Docs hoặc nhanh chẳng chống nói trên thiết bị áp dụng quá trình này cho nên dễ dàng hơn. Tôi chứng bắt đầu này mỗi với một nhà chị chống nói giúp cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của tôi. Sau khi nhìn chị là nhà chị chống nói, tôi thích nó sang trên bếp nhằm cầu kỹ năng ngôn ngữ của mình còn nhiều.
Cứ cho nghe ai cho chuyển đổi cho người bạn 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 cung cấp cải thiện kỹ năng giao tiếp của tôi bạn hỏi từ AI cho tôi tin xin cho người quản làm cho nó cho lạng và chính xác không phương pháp này không chỉ tốt cho việc cải thiện ngôn ngữ mà không thẳng cùng khả năng sai chính một quan hệ thông qua giao tiếp tốt hơn. Công nghệ chưa tồi trong nỗi căn bệnh, bệnh đặc biệt có lỗi cho nướng nổi của tan tạo thiên án, nướng tan tạo nó nướng mẹ về quá hố, chẳng hạn nướng trên hạn của hắn không thiên việc, nổi băng nó nướng mẹ, để bà sử dụng AI để ghi lại bà dịch có thể cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể sống một chia sẻ nói về nó và sử dụng AI để nhanh đọc bản chỉ chính xác và tâm trí tạo tâm tạng. Ví dụ, như tôi nói nhanh hơn một chữ số vôi biến chứng, tôi có thể về không và sang nói chứng. Nhất trí trong phòng một một phút không phao này không cài tăng và số cấp cái thiên lý thôi ngay cả thì cô lỗi trong lỗi nói của tôi ai cũng khác phản hồi ngại lập tức giúp tôi học tôi và số lỗi mà không giữ được sử dụng chuyển đổi trong nói tăng tăng bằng là một cách thuyết với để cải thiện kỹ năng của văn trọng khi chúng tôi lăn đổi. Chỉ vui mà máy chỉnh sắc tài và văn mến rằng giang trọng nói bạn có thể chỉ lại suy nghĩ của mình một cách hiệu quả. Thực hành chữ này xuống xuống có thể cho tân một phần không thắng. Thằng chung tôi khuyên là hăng ngại của bạn. Dùng nước ăn sáng hoặc ăn trộn. Biết chưa không nghe chuyện tôi dùng nổi tăng văn văn bảo tôi quên ăn ngại và vẫn có thể cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ và khả năng giao tiếp thông thể của bạn phương pháp này đặc biệt hữu ích cho những người muốn cho tăng truyền trà trong các lĩnh vực cụ thể bạn nói từ AI giúp bạn có được thông tin cô trợ chi và cải thiện việc học của mình. Từ đất lối của công nghệ chuyển đổi trong nội thành ban bằng có thể giúp bạn thực hiện các bước tiếp theo trong hành trình học tập của mình. Chuyển đổi trong nội thành ban bằng là một công cụ kỳ trợ để chuyển đổi là trong nội thành ban bằng biết và tâm trí là sáng tác. Bạn bình công nghệ này giúp bạn chỉ lại suy nghĩ một cách thực và trở thành một phần thằng quan trọng trong chiến lược hút ngôn ngữ của bạn công tác nghệ chỉ trong đổi và công nghệ chuyển đổi trong nội bạn bạn mang lại nhiều lối cho việc cải thiện kỹ năng ngôn ngữ nói nên còn biết giữa bạn chỉ lại suy nghĩ nhận cho lần đến hai trăm chữ mỗi tốt các công cụ như hiện đại như nhập liệu dụng nội trong Google và nhận sang dụng nội trên thiết bị Apple giúp quá trình này cho nên hiệu quả thiết bị Apple trước hắn tội là chỉ cho nói chứ cải thiện phát âm và kỹ năng giao thiệp và AI cung cấp phản hồi này là thứ cùng phần này đặc biệt chú ý cho những người không tan tàu chiến ảnh có thể luyện tập và giúp bằng ngôn ngữ mê lệ tất hẳn chuyên tôi trong nói tần bằng bằng chữ sơn có thể cho thân bộ phận không khẳng sang sông tôi quen hàng ngày
Của bạn, thời gian buổi sáng sống là lý trường để thức thân vô lý vi phát thắng. Không nghe chuyện đôi gió ngồi thành văn bệnh cũng như vui. Chỗ nướng nhối môn chỗ tan chuyện và trong các thứ phục cụ thể. Phản hồi từ AI cho cải thiện kỹ năng mà nước của bạn. Chuyển đổi giữa nội thành bản bệnh là viết và sáng tạo. Bản bệnh là những công cụ về gia đề chỉ lại suy nghĩ một cách hiệu quả. Không nghe nói cho bạn là cao kỹ năng, nông nữ và khả năng giao tiếp tổng tế quản. I reviewed the feedback from AI, and then I lead the feedback from AI. After then, I try to talk about the feedback from AI after reading. And I thinking about much more thing about from the feedback. And then AI feedback is good in terms of grammar and sentence. And knowing about the different view about the sentence and about the summary is also good. And also to improve target language in Vietnamese is my target language. And then I can read by doing that, and I can enhance my vocabulary and sentence. In Vietnamese, even I don't know well, but I keep trying to expand my vocabulary, build my vocabulary by reading subtitle of YouTube videos and then the story from translation, and then I enhance my vocabulary so and then I can understand better. So even now I try to improve my pronunciation. I'm grateful to speak in using voice typing in Vietnamese, and then I can put lead with that. Now I try to new things about it. Even I talk about the jury tour and the topic tour. Now I make about reference by using voice typing in Vietnamese. What I know is basically at the beginner levels about numbers and about date and time, weather and normal life, in about in situation each session, and then I talk about in Vietnamese. After then, I translate it in English and Korean. By doing that, and then I can using this to do online language exchange with the Vietnamese native speaker from Vietnam, and then I can also use that. This is a good way to make a reference. This is a new way to do that because when I make a reference, the first time I just make a reference from AI, just only ask, tell me about the easy conversation about the weather, and then that I can get from feedback, get the reference from AI, and then I use this on Google Documents, and then when I do online language exchange with the language partners, but now and then. I can try a new link, and then basically I can reach about intermediate. I hope so, and then I can talk about in Vietnamese easy topic. By doing that, and I can do some make a good reference. So easy reference to that, and then I hope. It will work, and then a good way to do online language exchange, make reference by myself, and then with the help of AI, and then I can get the newly translation one, and then much better than the reference.
better than reference. Go back. Exist. Go to main page. Go to main page. Get back to main page. The end. Ending. I don't know how to get back to the main page, but this is a way to do about reference. Reference period or something. That's a unique way. Anyway, I will stop here. I talk again and go to the ChatGPT and then ask to read. And I got a proofreader from AI. Translate. There's something wrong, and then summary is repeated, so I need to skip of the summary. Even I didn't ask yet the summary. But I'm happy this all, but I skip the summary. Go back to Google document and add this. And then I'll read it again, my review about how you feedback from AI and positive. Afterward, I discussed the feedback from AI reading and reflecting, and it made me think more deeply about the content. I then revised my texting to improve the grammar and sentence structure and to understand different perspectives. The summary were also good for improving my target language, Vietnamese. By doing this, I enhanced my vocabulary and sentence structure. Even though I'm not a proficient in Chinese, I could find to expand my vocabulary by reading subtitles on YouTube video and stories from translation. This helps me understand better. I'm grateful for the opportunity to improve in my pronunciation using voice typing in Chinese. Now, I try new things and talk about various topics. For example, I use voice typing in the Chinese to discuss basic write letters, numbers, date, times, weather, and everyday situation. I also talk about the economy and then translate into English and Korean. This method is effective for language changing. For example, language exchange, I prepare reference and make conversation using AI. For instance, I ask AI to improve item need with a simple conversation about the weather and then practice with the feedback from AI, usually using Google Docs.
It's helped me improve to an intermediate level. I can then discuss topic in Vietnamese more comfortably and create good reference. I hope this method will be effective for online language exchanges. Summary: reading a voice diary on July 2nd, I discovered the benefit of voice-to-text technology. A voice diary is an effective way to write and improve language skills. If you have a good pronunciation, you can use your voice to quickly write down your thoughts. This method is much better than traditional writing. By speaking, you can articulate up to 200 words per minute, making voice-to-text a powerful tool for language expression. Modern tools like Google Doc and Apple Device. And that's this one. And strange. I didn't say about Google Doc. Asking simple about music. This helped me improve to an intermediate level. I can then discuss topic in Vietnamese more comfortably and create good reference. I hope this method will be effective for online language exchanges. Jump to the Vietnamese and then try to read this. Tôi đã xem sách văn hỏi chữ AI và đăng tải mà. Sau đó tôi thu thảo luận về phản hồi thứ hệ AI thứ hệ và đăng tải sách. Sau đó tôi thảo luận về phản hồi từ AI bắt đầu và sự nhận nhầm về nó khiến tôi suy nghĩ sâu sắc hơn về nội dung. Tôi đã chỉnh sửa văn bản về cái thiên ngôn ngữ và các xuất khẩu và cái thứ khác chiến thắng nhau các văn phòng các ứng chấp tại thiên đồng nữ mục tiêu của tôi tiền về và các làm chữ này tôi nâng cao vốn tư vốn và tổ chức cao quận mặc dù tôi không mặc dù tôi không thông thạo thiên chủng chung phải tôi vẫn cố gắng bộ rộng và chưa vững và nền tảng các tốc khí trẻ trong video YouTube và các câu chuyện từ phân tích. Điều này giúp tôi chưa lộ phân. Tôi về ông vì cô hồi cải thiện là phát hành của mình bằng tích sử dụng nhiệt liệu chương đối trong tình trạng. Bài dục tôi chỉ giữ mỗi và nói về các chú trẻ khác nhau. Từ trước tôi sử dụng nhạc lý chung và xin biết về thảo luận về các chữ hồ à các chữ. Các chữ là reference, các chữ. Cô bạn như chú phải sau ngày tăng. Tôi chuyển tôi thiết và các chi thứ hai này tôi cũng nói về kinh tế và sau đó dịch sáng thiền án và thiền hành phương pháp này tôi phải cho trao đổi nông nữ trước chuyện để trao đổi nông tôi chuẩn bị tài liệu tham khảo và tao là các quốc hội tôi và sự cho giúp của ai ví dụ tôi yêu cầu ai cứ khắp cho tôi các thứ hội tôi đơn giản để tôi thiết và sau tôi luôn khắp buổi phản hồi chưa ai à chúng sử dụng Google Doc như này giúp tôi cải thiện lên trên đôi chúng gặp sau đó tôi có thể thảo luận các chủ đề bản thân để một cách tốt này hơn và tạo ra các tài liệu tham khảo tốt tôi hy vọng phương pháp này sẽ giúp quả cho Eldon nữ chấp xem xong.